xin chào anh em hôm nay hải chia sẻ một cái plugin khá là hữu ích đối với mọi người thời điểm bây giờ chỉ như mọi người thấy là thời điểm bây giờ Google khi mà chúng ta search bất kỳ một cái ảnh nào đấy thì có khả năng chúng ta sẽ phải dính trường hợp đó là những cái file mà đuôi chấm webp như thế này. Về cơ bản là Photoshop sẽ không thể mở file được này được và cũng không thể xem hiển thị như thế nào được. Bình thường như ngày xưa thì khi mà chúng ta sẽ search một cái ảnh nào đấy thì xếp về thì nó thuần là chấm .jpg như bình thường. Nhưng mà dạo gần đây thì Google đã thay đổi thuật toán và nó ra rất nhiều cái hình ảnh có đuôi chấm webp thế này mà photoshop cơ bản thì nó sẽ lại không mở được cái file này thế thì làm cách nào để mà chuyển đổi cái file webp này để mình tận xếp ra thành jpeg để chúng ta xem thì một cách đơn giản nhất là mọi người sẽ dùng the webp plugin này trong này thì hải để sẵn là có hai định dạng là đành dành cho mac và dành cho win plugin mọi người sẽ copy cái plugin này paste vào thư mục application và chọn Photoshop các phiên bản mà các bạn cần xài và paste vào thư mục plugin này, paste vào trong này thì như thế là nó sẽ chạy được và nhớ nó khởi động lại Photoshop thì nó sẽ nhận được plugin này và tương tự lại với lại đối với Win thì sao đối với Win thì nó sẽ chia ra hai dạng là 32 bit và 64 bit thì các bạn cài hệ điều hành 32 bit 32 bit hay 64 bit thì các bạn sẽ chọn file phù hợp mà copy vào đây và copy cái file này cũng pet vào cái thư mục thì ở đây hải có hướng dẫn là pet vào cái thư mục là oc profile adobe và photoshop và cũng là thư mục plugin thì các bạn có thể xem ở cái bản hướng dẫn này để pet vào cho đúng vị trí đấy chỉ đơn giản như vậy thôi thì lúc này là chúng ta sẽ mở được cái file web p này đây giả sử là hải sẽ kéo thả ở cái web p này vào trong photoshop đấy thì cơ bản nó sẽ mở preview luôn được cái web.p vào trong photoshop và lúc này thì chúng ta chỉ việc là xếp là jpeg mà thôi thì chỗ này mọi người sẽ nhìn thấy chỗ này xuất hiện một cái đuôi web.p này thì chúng này, này lúc này mình chỉ cần chọn jpeg và xếp ra như bình thường một cách rất là nhanh chóng vì cái web.p này nhiều khi mình xếp về mà khó không hiển thị được rất là khó chịu Ok, bài hôm nay chia sẻ nhỏ về cái plugin khá là hữu ức về việc là mở file web p như thế này thôi. Anh em nhớ like, share, đăng ký kênh Now Academy của Hải nhé. Hải sẽ đính kèm file download plugin này cho mọi người trong phần miêu tả của YouTube.